bảo trì trong công ty quyết định dừng được quá năm rồi, phải hai em với bạn dòng chơi còn thiếu bạn đi. Em đi 363 đồ đêm ngoài chứ. Rồi. Nãy nhìn mấy anh biết mà, nãy nghe cô mẹ em thấy mà. Dạ đâu có xe đâu, đây mới ngồi đó chạy xe. Đây làm cái gì? Em đi làm công trình. Tại vì em có chuyện nhà dạ. Nước chứ ấy không à. Xin cha em đi không có gì đâu. Anh có đứng em đó là xin cha mà. Kéo con Trang lên đi. Quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm thì thực hiện kế hoạch của phòng cảnh sát giao thông cũng như của công an thành phố và công an Bình Chánh. Nay chúng ta thực hiện cái hai chuyên đề, thứ nhất là kiểm tra nồng độ cồn, thứ hai là kiểm tra ma túy.
thì tôi phân công nhiệm vụ là cảnh sát giao thông là các ông chí là chú ý phát hiện những cái đối tượng có biểu hiện nghi vấn có sử dụng nồng độ cồn và là có nghi vấn sử dụng ma túy. Nếu có nghi vấn sử dụng nồng độ cồn thì trong thẩm quyền chúng ta sẽ tiến hành đo nồng độ cồn và xử lý theo định. Còn nếu mà nghi vấn về cồn thì ở đây sẽ có cái lực lượng công an là xã Bình Hưng thì ta giao cho công an xã Bình Hưng để tiến hành là áp giải di chuyển về cái chỗ khu vực là dự kiến cái chỗ của trường học hồi nãy đó là có cái khu để cho người ta test nước tiểu để chúng ta phát hiện ta xử lý luôn. Rồi bây giờ là cái cách thực hiện phân công vị trí thì các đồng chí đứng rải trên cái chỗ cây đèn xanh đèn đỏ đó ta phát hiện theo tiểu đoàn thì ta mời vào cái khu vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông này ta tiến hành kiểm tra. Rồi các chỉ rõ cho còn các chí cơ động thì mà bắt cặp với nhau mỗi anh cảnh sát giao thông đi cảnh sát cơ động nha. Chúng ta tới 9 cảnh sát cơ động và 6 cảnh sát giao thông, còn lại 3 anh cơ động thì đứng tập trung ở chỗ cái khu vực này để đảm bảo an toàn chú ý. Rồi các chỉ rõ thì chúng ta thực hiện. Rồi chừng thì dừng mở khẩu trang ra.
Rồi, thổi một hơi dài, thổi, thổi, thổi một hơi dài như thổi con bóng, không ngắt quãng. Thổi, 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 không ngắt quãng anh. Anh không ngắt quãng, chừng nào kia dừng thì dừng. Thổi, 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 dừng. Thổi một hơi dài, anh không ngắt quãng. Anh ngắt quãng rồi đó. Trong hơi thở mình có nồng độ cồn 0.125 nha anh. Đưa được cao lên anh, đưa được cao gì hết rồi anh ơi. Yeah.